Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ma túy chủ nhân của những con rối. Hiện nay số người nghiện ma túy là không thể kể hết. Và ở mọi tầng lớp, họ có thể bất chấp tất cả chỉ để có tiền mua ma túy, thậm chí là giết người. Như cách đây không lâu, ở Điện Biên, trên dẻo cao đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng kinh hoàng và nghiêm trọng. Gã đàn ông vì quá tốn tiền mua ma túy nên đã thực hiện kế hoạch giả làm khách mua hàng để giết người cướp của. Vậy kế hoạch của gã ta có diễn biến như thế nào và nạn nhân là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi ngay dưới đây. Theo hồ sơ vụ án, ngày 29 tháng 11 năm 2013, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên tiếp nhận tin báo của anh Quảng Văn Sương, sinh năm 1959, trú tại xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, về việc vợ của anh là chị Quảng Thị Mấng, sinh năm 1964, mất tích bí ẩn. Vợ chồng anh Sương vốn làm nghề buôn lúa gạo. Để thuận tiện cho công việc làm ăn, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông nhằm thu mua thóc của người dân. Theo thông tin từ anh Sương cung cấp, ngày 28 tháng 11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5 giờ ngày hôm sau, 29 tháng 11, anh mất liên lạc với vợ mình. Do trước khi rời nhà đi, chị Mấng mang theo một số tiền lớn, nên gia đình có cảm giác vô cùng bất an, lo lắng. Lập tức, người thân tìm tới căn nhà chị Mấng thường ở tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng để kiểm tra. Tại đây, mọi người thấy căn nhà vẫn khóa cửa, bên trong chỉ có hơn 100.000 tiền mặt và các đồ dùng cá nhân. Điều kỳ lạ là chiếc xe máy chị Mấng thường đi được khóa cổ dựng trước cửa nhà. Sau khi hỏi thăm hết những chỗ quen biết, đều không có tin tức của vợ, anh Sinh quyết định tìm tới trụ sở công an huyện Điện Biên Đông để trình báo về vụ việc trên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Điện Biên Đông đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống địa bàn, tiến hành các bước xác minh thông tin ban đầu. Được biết, chị Mấng là người hiền lành, quá trình làm ăn không xảy ra mâu thuẫn, gây thủ chuốc oán với bất cứ ai. Do trước khi mất tích, chị Mấng có mang theo số tiền 30 triệu đồng, nên cơ quan điều tra không loại trừ khả năng đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an huyện Điện Biên Đông khẩn trương tiếp cận địa bàn để tiến hành các bước điều tra ban đầu. Bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng có địa hình xa xôi, hiểm trở, cộng thêm trình độ dân trí người dân khá thấp, nên công tác điều tra, tìm kiếm tung tích nạn nhân của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Ban chuyên án đã tổ chức nhiều mũi trinh sát để nắm tình hình cơ sở, đồng thời vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Suốt nhiều ngày trời, các ngóc ngách tại xã Pú Hồng và địa bàn lân cận được tìm kiếm, nhưng thông tin về chị Quảng Thị Mấng vẫn bặt tăm. Vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Với quyết tâm cao độ, ban chuyên án vẫn cần mẫn sàng lọc thông tin. Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra đã xác định được thời gian cuối cùng chị Quảng Thị Mấng xuất hiện tại căn nhà thuê là khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 11. Điều quan trọng hơn, trước đó vài giờ đồng hồ, có nhân chứng nghe thấy chị Mấng đứng trao đổi với một nam thanh niên về việc mua bán 30 bao thóc nếp. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhanh chóng xác định và triệu tập nam thanh niên được cho là tiếp xúc lần cuối với nạn nhân là Lò Văn Phơi, sinh năm 1985, trú tại bản Mường Ten, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông. Tại cơ quan điều tra, Phơi khai tối 28 tháng 11 có tìm gặp chị Mấng để chào bán 30 bao thóc nếp. Còn sau đó nạn nhân đi đâu, y không hề hay biết. Phơi còn cho biết, 6 giờ sáng ngày 29 tháng 11, y còn đến tìm chị Mấng nhưng thấy nhà khóa cửa và còn hỏi thăm mọi người xung quanh. Tiến hành xác minh thông tin lời khai của đối tượng Lò Văn Phơi, các điều tra viên phát hiện nhiều điểm bất thường. Phơi vốn là đối tượng nghiện ma túy có thâm niên, kinh tế gia đình khó khăn. Vậy đối tượng lấy đâu ra 30 bao thóc nếp để bán cho nạn nhân? Phơi nói giao bán hộ gia đình một người họ hàng trong bản. Tuy vậy, qua tìm hiểu, cả bản không có một gia đình nào có đến 30 bao thóc nếp. Hơn nữa, theo một người dân địa phương, khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 11, nghe thấy tiếng xe máy từ nhà Phơi phát ra và xa dần theo hướng bản Pú Hồng A. Sau nhiều giờ đấu trí căng thẳng, trước những lập luận chặt chẽ của các điều tra viên, Lò Văn Phơi biết mình không thể thoát nên đã cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, Phơi khai nhận do làm nghề xe ôm và thường chờ chị Mấn đi tìm mối mua thóc lúa tại địa phương nên gã biết khá rõ mọi thông tin về nạn nhân. Khi túng tiền mua ma túy, Phơi nghĩ ngay tới chị Mấn để ra tay. Chiều 28 tháng 11, Lò Văn Phơi tìm gặp chị Mấn để nói chuyện về việc muốn bán 30 bao thóc nếp. Hẹn chị sáng hôm sau sẽ qua đón để đưa đi. 4 giờ sáng hôm sau, Phơi đã mò tới. Do là chỗ quen biết nên chị Mấn không mảy may nghi ngờ mà leo lên xe Phơi để tới điểm hẹn xem thóc. Sau khi di chuyển được vài km, Phơi giả vờ bị hỏng xe và bảo chị Mấn chịu khó đi bộ. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Phơi đã dùng đoạn cây, gạch đá ven đường bất ngờ tấn công dữ dội. Khi thấy nạn nhân vẫn còn thở, y đã dùng dây cao su chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân tới lúc tử vong. Gây án xong, Phơi lục lọi người chị Mấn lấy đi số tiền 30 triệu đồng. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra và tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm. Không lâu sau khi gây án, Lò Văn Phơi bình tĩnh quay lại ngôi nhà thuê của chị Mấn và cố tình gọi to cho hàng xóm của chị để ý. Qua quá trình khám phá vụ án, cơ quan công an thu giữ vật chứng, một xe máy, 29,5 triệu đồng tiền mặt, một gậy gỗ, 3 đoạn dây cao su là hung khí của đối tượng dùng gây án. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ ra tay tàn độc với thủ đoạn hết sức xảo quyệt. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, làm sáng tỏ vụ án. Cái chết của chị Quảng Thị Mấn khiến người thân nạn nhân cũng như dư luận địa phương thời điểm đó vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Ít ai có thể ngờ rằng đối tượng Lò Văn Phơi lại có gan xuống tay giết người, cướp tài sản một cách tàn độc tới vậy. Được biết, chị Quảng Thị Mấn là người phụ nữ hiền lành, xốc vác, rất nhạy bén trong chuyện làm ăn. Kinh tế gia đình chủ yếu do một tay chị lo liệu. Ngay sau khi biết tin chị Mấn bị Lò Văn Phơi sát hại, người thân trong gia đình gần như suy sụp. Với tội ác đã gây ra, sau đó đối tượng Lò Văn Phơi đã phải nhận mức hình phạt thích đáng từ pháp luật. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một vụ án nữa cũng không kém phần nghiêm trọng. Cũng chỉ vì không có tiền mua ma túy mà đã nhẫn tâm ra tay với nữ xe ôm tội nghiệp. Cuộc sống vốn dĩ nghèo khó, phụ nữ nhưng phải chạy xe ôm kiếm từng đồng qua ngày. Nhưng mà càng đáng thương hơn khi gặp phải một con rối của ma túy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Điều tra TV theo dõi câu chuyện đau lòng ngay dưới đây. Ngọn đồi nằm sát bệnh viện quân y 91 là nơi vắng vẻ, cây cỏ mọc tùm. Chỉ có một con đường mòn chạy xuyên qua hai đầu. Thỉnh thoảng, người dân có việc vẫn đi lại, nhưng dường như ai cũng muốn đi qua thật nhanh. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, một người dân phát hiện ở giữa con đường mòn này có thi thể nữ giới nằm ngửa, xung quanh máu chảy lênh láng. Nhận được tin báo, công an tỉnh Thái Nguyên lập tức có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là nữ, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Tại vùng lưng, mặt, cổ của nạn nhân có hàng chục vết thương được gây nên bởi vật sắc nhọn. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, có cải quai. Mở rộng vùng khám nghiệm, các giám định viên phát hiện xung quanh chỗ nạn nhân tử vong có nhiều vết máu dính trên lá cây, cỏ. Điều này giúp khẳng định người phụ nữ này bị sát hại ngay tại chỗ và đây là hiện trường duy nhất của vụ án. Qua nhận diện ban đầu, nhiều người dân xung quanh khu vực đều cho biết nạn nhân rất lạ mặt, chắc chắn không phải dân trong vùng. Cơ quan công an cũng không thu được bất cứ giấy tờ tùy thân nào để giúp tìm ra tung tích của người phụ nữ xấu số ấy. Vậy, nạn nhân là ai? Tại sao lại đi vào khu vực vắng vẻ này để rồi bị sát hại? Đây là hậu quả của những thủ tức cá nhân, mâu thuẫn tình ái hay ẩn giấu điều gì khác? Việc chưa thể xác định được nạn nhân là ai, ở đâu quả thật gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Vào thời điểm khám nghiệm, các trinh sát phát hiện người phụ nữ này có mặc chiếc quần công nhân của một công ty lớn có trụ sở tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Từ manh mối này, công an tỉnh Thái Nguyên đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các khu nhà trọ liên quan đến nhà máy trên, xem có nữ giới nào mất tích hay không. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, các cuộc rà soát trên diện rộng chưa đem lại kết quả. Thông tin về lai lịch của nạn nhân xấu số vẫn là một bí ẩn. Trong lúc các hướng đi của vụ án vẫn đang bế tắc, thì bất ngờ có một gia đình tại Bắc Ninh lên Thái Nguyên xin được nhận dạng nạn nhân. Sau khi nhận dạng, gia đình này xác nhận đó là người thân của họ, có tên Trương Thị Mờ ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Theo người nhà nạn nhân, chị Mờ hành nghề xe ôm tại huyện Yên Phong. Ngày 7 tháng 11,
chị này đi làm, sau đó không thấy quay về. Khi đi, chị M sử dụng xe máy hiệu Honda Way, cầm theo điện thoại di động. Như vậy đã rõ, thời điểm chị M tử vong, những tài sản trên đã không còn ở hiện trường. Chắc chắn, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Các điều tra viên công an tỉnh Thái Nguyên bắt đầu vạch ra những giả thuyết. Đầu tiên là cần phải xác minh mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Qua quá trình tìm hiểu, các điều tra viên nhận thấy chị M là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không nảy sinh mâu thuẫn với ai. Lý do bị sát hại từ khúc mắc ngoài xã hội được loại bỏ. Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ, thường người ngoài rất ít khi biết hoặc đến đây. Nhiều khả năng, hung thủ là kẻ thông thạo địa bàn, thậm chí là người địa phương mới có thể điều nạn nhân đến và ra tay sát hại. Lúc này, tổ công tác tiến hành rà soát camera an ninh của các hộ dân dọc hai bên đường gần nơi xảy ra vụ án đã thu được hình ảnh đầu tiên. Theo đó, một đoạn băng ghi lại thời điểm sáng mùng 7 tháng 11, chị M đi xe máy chở theo sau một thanh niên dáng người to, đậm. Người thanh niên này đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang kín mít. Mặc dù chưa thể nhận dạng được nghi phạm, nhưng những chi tiết này đã giúp lực lượng phá án có thêm rất nhiều căn cứ. Lúc này, việc truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân cũng được các trinh sát đẩy nhanh. Tất cả các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn và vùng lân cận được rà soát. Tuy nhiên, không phát hiện tang vật. Những hình ảnh về đối tượng nam giới ngồi sau xe của nạn nhân M sáng mùng 7 tháng 11 không đủ để các trinh sát dựng lên chân dung nghi phạm. Việc truy tìm xe máy, điện thoại mà chị M bị mất là mấu chốt, với hy vọng có thể định hình rõ hơn về hung thủ. Khi mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, thì một người dân tìm đến trình báo. Anh này cho biết, vào ngày mùng 7 tháng 11, có 5 thanh niên đến cửa hàng xe máy của mình, gạ bán chiếc xe Way như miêu tả của công an. Do không mua, nên chủ cửa hàng này chỉ chấp nhận cầm cố với giá 3 triệu đồng. Theo mô tả, người thanh niên đến bán xe có dáng người thấp, đôi mắt láo liên. Từ những đặc điểm trên, công an tỉnh Thái Nguyên đã cho rà soát và thấy nổi lên một đối tượng khả nghi có tên Nguyễn Quang Hưng ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Hưng có tới 2 đời vợ nhưng đều đã ly dị. Hưng nghiện ma túy, ham mê cờ bạc và không có công ăn việc làm ổn định. Một điều khiến các trinh sát chú ý đó là Hưng từng làm tại địa điểm sát với hiện trường vụ án. Vì thế, gã rất thông thạo địa hình. Tìm tới nhà, Hưng đã không ở đó từ lâu. Qua các nguồn thông tin, trinh sát phát hiện Hưng có một người bạn gái đang làm việc tại Bắc Ninh. Quá trình theo dõi, đến ngày 11 tháng 11, thấy Hưng ra khỏi phòng trọ ở Bắc Ninh, các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Công an thu giữ một chiếc quần của Hưng có vết màu nâu, nghi máu. Khi khám nghiệm, các giám định viên cũng lấy được mẫu vật tại móng tay của nạn nhân. Kết quả cho thấy, vết màu nâu trên quần Hưng là máu của chị M. Mẫu ADN trên móng tay của nạn nhân trùng với ADN của Hưng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hưng đã khai nhận. Theo đó, do nghiện ma túy và cần tiền, ngày 7 tháng 11, Hưng đi bộ ra gần khu công nghiệp ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh, thuê xe ôm của chị M về Phổ Yên. Do thạo địa hình, Hưng dụ chị M trở vào khu đồi vắng gần bệnh viện quân y 91. Tại đây, gã đã dùng dao mang theo sát hại chị M. Gây án xong, Hưng lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ. Với tội ác của mình, sau này, Hưng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.